Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Bộ Ngoại giao Ukraine vừa ra tuyên bố chính thức bày tỏ quan ngại và cảnh báo Iran về hậu quả tàn khốc của việc chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga. Cụ thể, tuyên bố nhấn mạnh, chúng tôi một lần nữa kêu gọi giới lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo Iran kiềm chế cung cấp vũ khí hoặc thiết bị quân sự cho Nga, theo phía Ukraine yêu cầu nhằm chứng minh tính chân thành trong tuyên bố của giới lãnh đạo chính trị nước này về việc không tham gia cung cấp nhiên liệu cho Nga. Việc xác nhận Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga sẽ gây ra thảm họa khủng khiếp cho quan hệ song phương Ukraine-Iran. Ở một diễn biến liên quan, đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, Saeed Iravani đã bác bỏ các cáo buộc của Pháp, Anh và Mỹ về việc Iran tham gia vào cuộc xung đột tại Ukraine trong một lá thư gửi tới chủ tịch hội đồng bảo an và tổng thư ký liên hợp quốc đại sứ iravani khẳng định các cáo buộc này là hoàn toàn vô căn cứ và bị bác bỏ hoàn toàn đại sứ iravani khẳng định bất kỳ cáo buộc nào cho rằng iran có liên quan đến việc bán xuất khẩu hoặc chuyển giao vũ khí vi phạm các cam kết quốc tế với nga đều hoàn toàn vô căn cứ và bị bác bỏ hoàn toàn iran kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc về việc vi phạm các cam kết quốc tế trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine diễn ra. Ở một diễn biến khác, hãng thông tấn Fars vừa qua dẫn lời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng trung tâm chính trị và kinh tế của đất nước nên được chuyển về phía nam đến bờ biển Vịnh Ba Tư để tiếp cận gần hơn với các tuyến đường thương mại chính. Ông này cho biết là thủ đô của đất nước, Tehran đang phải đối mặt với những vấn đề mà chúng tôi không có giải pháp nào khác ngoài việc di rời chính trung tâm thủ đô. Theo Tổng thống Iran, việc tiếp tục để tehran nằm ở phía bắc nước này làm thủ đô đang trở nên bất khả thi do một số thách thức về kinh tế tổng thống peszkyan nói thêm không thể phát triển đất nước bằng cách tiếp tục xu hướng hiện tại nếu chúng ta muốn tiếp tục đưa tài nguyên từ phía nam và biển về tehran sản xuất chúng rồi lại gửi lại về phương nam để xuất khẩu khả năng cạnh tranh của chúng ta sẽ ngày càng giảm sau khi thủ đô mới được chọn tất cả các cơ quan chính phủ sẽ được chuyển đến đó sau đó người dân Tehran cũng sẽ có cơ hội chuyển đến thủ đô mới. Mới đây, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi thành lập một liên minh giữa các quốc gia hồi giáo để giải quyết mối đe dọa đến từ Israel. Tuyên bố trên được tổng thống Erdogan đưa ra bên thềm một sự kiện ở Istanbul, đúng vào dịp cuộc xung đột khốc liệt tại Gaza bước sang tháng thứ 12. Tổng thống Erdogan tuyên bố nhấn mạnh hành động duy nhất có thể ngăn chặn mối đe dọa bành trướng từ Israel là thành lập một liên minh các nước Hồi giáo. Ankara cũng đã thực hiện các bước nhằm hình thành một chính sách đoàn kết chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng của Israel, cụ thể là thông qua cải thiện quan hệ với hai nước Ai Cập và Syria. Theo truyền thông Israel, trong tuyên bố trên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa sử dụng cụm từ quốc gia khủng bố để lên án cuộc xung đột kéo dài 11 tháng qua của Israel vào giải Gaza, khiến hàng trăm nghìn người thương vong phần lớn là dân thường. Tổng thống Erdogan cũng cáo buộc Israel tìm cách gây giao tranh lớn ở Trung Đông để chinh phục và chiếm đóng nhiều vùng đất hơn. Đồng thời, ca ngợi phong trào Hamas của Palestine trong việc ngăn chặn Tel Aviv chiếm đóng giải Gaza. Ông Erdogan cũng khẳng định Israel sẽ không dừng lại ở Gaza. Nếu Israel tiếp tục theo cách như vậy, họ sẽ hướng tầm nhìn của mình đến nơi khác sau khi chiếm đóng Ramallah. Lượt đi sẽ đến với các quốc gia khác trong khu vực. Trong phản ứng chính thức đầu tiên với lời kêu gọi của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Israel, Israel Kass, cho rằng ông Erdogan mới là mối đe dọa thực sự với khu vực Trung Đông và chính người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Israel nêu rõ việc ông Erdogan cáo buộc Israel muốn thống trị các quốc gia Trung Đông là một sự kích động nguy hiểm. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia phản đối và lên án gay gắt nhất chiến dịch tấn công tổng lực của Israel vào giải Gaza từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 để đáp trả cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Hamas vào miền nam Israel, cùng với quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao và đình chỉ toàn bộ hoạt động thương mại với Tel Aviv, Ankara còn gia nhập vụ Nam Phi khởi kiện Israel phạm tội ác diệt chủng lên Tòa án Công lý Quốc tế ICJ. Theo nhật báo Saba của Thổ Nhĩ Kỳ, Iran đã mạnh mẽ phản đối kế hoạch xây dựng hành lang Zangezer tại Nam Kapkaz sau những thay đổi trong chính sách của Nga, nước hiện ủng hộ tuyến đường vận tải này liên quan đến Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ. Hành lang này được cho là sẽ làm thay đổi cục diện địa chính trị khu vực, tạo nên những căng thẳng mới giữa các quốc gia liên quan. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arachi đã phát biểu trên nền tảng X rằng bất kỳ mối đe dọa nào từ phía Bắc, Nam, Đông hay Tây đối với toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng hoặc việc vẽ lại danh giới đều hoàn toàn không thể chấp nhận được và là danh giới đỏ đối với Iran. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Nga cho biết họ ủng hộ thỏa thuận hòa bình giữa Azerbaijan và Armenia, đồng thời nhấn mạnh việc duy trì các liên lạc cởi mở về tuyến đường bộ qua khu vực. Hành lang Zankizhe là một phần trong các nỗ lực hòa bình kéo dài hàng thập kỷ giữa Azerbaijan và Armenia. Hai nước đã trải qua hai cuộc xung đột vào những năm 1990 và 2020 vì tranh chấp vùng đất Karabakh. Azerbaijan đã kiểm soát lại vùng đất này trong cuộc tấn công ngắn ngủi vào tháng 9 năm ngoái. Hiện tại cả hai nước đang nỗ lực ký kết một hiệp ước hòa bình, nhưng vấn đề hành lang Zangezur vẫn là điểm nóng trong các cuộc đàm phán. Hành lang này được đề xuất để tạo điều kiện cho Azerbaijan tiếp cận vùng đất Nakhchivan mà không cần đi qua Armenia. Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Iran và Armenia. Tehran lo ngại rằng việc xây dựng hành lang Zangezur sẽ làm thay đổi hiện trạng địa chính trị khu vực, cắt đứt tuyến đường bộ trực tiếp từ Iran đến Armenia và tạo nên một cầu nối địa chính trị từ Thổ Nhĩ Kỳ qua Azerbaijan tới Trung Á, trong khi Moscow và Baku muốn Nga giám sát và kiểm soát hành lang này, Armenia và Iran kiên quyết phản đối, khẳng định rằng bất kỳ tuyến đường nào được thiết lập cũng phải dưới sự kiểm soát của Armenia. Iran nhìn nhận sự thay đổi lập trường của Nga là một sự hỗ trợ không chính thức cho Azerbaijan trong dự án hành lang Zangezer, điều mà Tehran đã phản đối ngay từ đầu. Theo Bộ Ngoại giao Iran, Tehran đã triệu tập đại sứ Nga tại Tehran, Alexei Dedov, để nhắc lại lập trường của mình và phản đối những thay đổi chính sách của Moscow. Iran đã khẳng định rằng họ đang cố gắng thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực, đồng thời chú ý đến các lợi ích và mối quan tâm chính đáng của các bên liên quan hành lang gian geyser cũng được thổ nhĩ kỳ ủng hộ nhiệt tình tổng thống recep tayyip erdogan đã ca ngợi tuyến đường này là một tuyến đường chiến lược phục vụ lợi ích của tất cả mọi người đặc biệt là azerbaijan armenia và iran ông erdogan nhấn mạnh rằng cả tehran và baku sẽ thoải mái nếu hành lang này đi vào hoạt động tuy nhiên lập trường của thổ nhĩ kỳ đã khiến armenia và iran càng thêm lo ngại về sự gia tăng ảnh hưởng của ankara và Baku tại khu vực. Để đáp lại, Armenia đã đề xuất một dự án thay thế mang tên Hành lang hòa bình với mục tiêu trao quyền kiểm soát lớn hơn cho Yerevan. Sáng kiến này hướng tới việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông và truyền thông nhằm kết nối biển Caspi với địa Trung Hải và Vịnh Ba Tư, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy thương mại, năng lượng và con người giữa các quốc gia trong khu vực. Theo truyền thông Bắc Phi, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị và kiến tạo hòa bình Rosemary Di Carlo đến thăm Libya để gặp gỡ các bên liên quan chủ chốt ở quốc gia này. Theo lịch trình, bà Di Carlo sẽ thảo luận với các phe phái của Libya về cách thức hỗ trợ các nỗ lực của Libya và cộng đồng quốc tế nhằm tái khởi động tiến trình chính trị với mục tiêu khôi phục hòa bình, ổn định và thống nhất ở Libya. Chuyến thăm Libya của Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc diễn ra vào thời điểm Phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc UNSMIL đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng liên quan đến vấn đề quản lý Ngân hàng Trung ương Libya CBL. Vừa qua, UNSMIL, tổ chức đàm phán giữa đại diện của Hạ viện Libya, Hội đồng cấp cao nhà nước Libya HCS và Hội đồng Tổng thống Libya, các đại diện từ Hạ viện Libya và HCS nhất trí cần thêm 5 ngày, ngày 9 tháng 9, để hoàn tất các cuộc tham vấn về tình trạng của CBL. Hai bên tái khẳng định cam kết đối với các điểm đã thỏa thuận tại các cuộc đàm phán được tổ chức hồi đầu tháng 9, đồng thời nhấn mạnh mọi biện pháp cần thiết sẽ được thực thi để bổ nhiệm một thống đốc và một hội đồng quản trị cho CBL trong vòng 30 ngày kể từ ngày đạt được thỏa thuận. Cuộc khủng hoảng mới nhất ở Libya xảy ra khi chính quyền ở miền Tây Libya quyết định cách chức thống đốc CBL Sadik al-Kabir vào tháng trước và thay thế ông al-Kabir bằng một hội đồng, khiến chính quyền ở miền Đông Quyết định phong tỏa toàn bộ hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô của Libya. CBL là cơ quan hợp pháp duy nhất quản lý nguồn doanh thu dầu mỏ của Libya và trả lương cho các công chức nhà nước trên cả nước. Nếu cuộc tranh giành quyền kiểm soát CBL kéo dài, tất cả các khoản lương của công chức nhà nước, hoạt động chuyển khoản giữa các ngân hàng và thư tín dụng cần thiết cho hoạt động nhập khẩu sẽ trở nên bất khả thi. Tất cả những điều này sẽ khiến nền kinh tế và hoạt động thương mại quốc tế của Libya bị đóng băng. Các phe phái ở miền đông Libya, bao gồm Hạ viện Libya do Chủ tịch Aguila Saleh đứng đầu và quân đội quốc gia Libya LNA do tướng Khalifa Haftar chỉ huy, vẫn đang quyết liệt phản đối quyết định sa thải thống đốc CBL al -Kabir và việc phong tỏa các mỏ dầu ở miền đông sẽ làm cạn kiệt nguồn tiền của CBL cũng như khiến các nhà máy điện phải ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu. Tình trạng mất điện kéo dài vì thế cũng sẽ sớm xuất hiện trở lại. Trong một tuyên bố, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya NOC cho biết do các mỏ dầu bị đóng cửa, tổng sản lượng dầu của nước này đã giảm gần một nửa, xuống chỉ còn 591.000 thùng một ngày vào cuối tháng 8. Cuộc khủng hoảng liên quan đến CBL đang đe dọa chấm dứt giai đoạn tương đối yên bình kéo dài 4 năm qua tại Libya, quốc gia vốn bị chia rẽ trong hơn một thập kỷ giữa các phe phái ở miền Đông và miền Tây.